Chào tất cả anh em thợ nha. Thì hôm nay thì mình lại chia sẻ anh em thợ cái con xe Viva này. Xe Viva đời cũ này thì thực ra thì nó có những cái vấn đề, những cái nguyên nhân mà nó không nổ thì thường thì một là van bơm xăng yếu, hoặc là điện điện dòng này thì thường thường IC nó hay bị trục trặc nhá. Thì đấy là những cái vấn đề quan trọng. Nhưng con này, riêng con này thì khách cũng nói với mình là cũng đi được khoảng thời gian ngắn là nó lại chết máy, hoặc là có lúc thì khó lổ, nói chung là xe đi giậm giật không không được chuẩn lắm. Thì mình hôm nay thì mình phát hiện thì mình muốn chia sẻ anh em, mình chỉ nói những cái vấn đề chính để anh em, nếu anh em gặp phải thì anh em nên xử lý hết cho mình để loại trừ những cái vấn đề quan trọng nhất. Thì thực ra thì mình muốn là có thời gian thì mình sẽ tháo ra những cái quan trọng nhất để xử lý cho anh em. Nếu mình chỉ nói để anh em hiểu đơn giản là cái dòng xe này, những cái con xe su này nó rất hay bị tắc bô nha, rất hay bị tắc bô. Mình từ nãy thì mình cũng xử lý hết rồi thì giờ này thì nó lại lổ ngon lành, thì mình xử lý qua, mình cũng cho nó lổ lên, ép lổ lên, mình ga to thì nó cũng thoát được một lúc. Nhưng con này có thể đi, con này nó bị nhẹ nhá. Nếu những trường hợp mà những cái con xe nó bị bô, nó bị tắc lắc, các dòng xe su này rất hay bị tắc bô, rất hay bị tắc bô anh em nhé. Thì những cái con mà tắc lắc thì nó sẽ không lổ được, gần như là cố anh em cố ép lổ nó cũng rất là khó lổ. Thì cái vấn đề chính của nó là bị tắc bô, nhưng con này thì đang bị nhẹ thì mình ép thì nó vẫn lổ được. Nói chung là đi cứ để lổ cũng có nhiều thợ sửa rồi, thì khách cũng nói là có thợ khác cũng sửa rồi, nhưng đi nó lại chỉ đi được khoảng vài hôm nó lại chết máy, lại khó lổ. Thì điện thì mình kiểm tra vẫn ok, bơm xăng vẫn ok nha, chế thì vẫn sạch bình thường, áp suất buồng đốt cũng ok. Thì mình cũng đã ép lổ nó lên, thì mình ga đây thì thấy nó cái con này thì bị nhẹ nên nào mà tinh thì để ý được là cái lúc lúc mình ga rất là to, nhưng cái khói ở đây, cái khói ở ở đít bô nó thổi ra rất là chậm. Đây là con nó bị nhẹ thì là rất nhiều khi nhiều anh em sẽ không phát hiện được, nhưng những con nó bị lặng thì nó dễ hơn nhá. Đấy thì nó là một cái ban bệnh thì mình muốn chia sẻ để anh em, để anh em nếu anh em gặp phải anh em xử lý hết rồi mà nó vẫn khó lổ hoặc đi thỉnh thoảng trên máy thì anh em lên kiểm tra cái bô này cho mình. Con này là con rất là nhẹ, nhiều con lặng đến mức độ mà ga nó còn không ra nổi khói, ngoài này nó âm ỉ, nó chỉ hơi thổi ra ngoài này một chút. Con này là vẫn nhẹ nên nó còn thổi ra được hơi nhiều. Nếu anh em lúc nãy mình ga anh em tinh, nếu anh em nào mà để ý kỹ thì thấy nó sẽ phụt khói ra rất là chậm. Bình thường em ga thì nó sẽ thốc lên khói bắn ra ngoài đít bô rất là nhanh, con này thì nên chậm. Nha anh em nhé. Thì có ban bệnh nào mới mình sẽ chia sẻ lên. Thì anh em kiểm tra điện xăng các thứ, áp suất buồng đốt chế bình thường thì anh em lên kiểm tra cái bô cho mình, vì cái dòng xe Viva này dính rất là nhiều nhá. Các đời đời này nó cũ rồi nên nó hay bị, chung là cái vấn đề của nó là như vậy. Thì có ban bệnh nào mới mình sẽ chia sẻ lên nhé. Cảm ơn anh em nhé. Chào anh em nha.